Dạ, xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay em xin gửi đến quý cô chú anh chị một cái đàn guitar điện dáng Les Paul. Thì ai mà yêu thích dáng Les Paul và các danh thủ guitar sử dụng Les Paul thì hôm nay đây là một cái video clip mà em xin giới thiệu cho mọi người một cái đàn phân khúc giá thấp đến từ thương hiệu Epiphone, một cái đàn có màu sunburst rất là đẹp ha mọi người ha, một cái màu xì gà. Rồi trước tiên thì tổng quan cây đàn thì em sẽ gửi đến mọi người về hình thức bên ngoài của nó ha. Cây đàn này thì có một cái nét tổng quan bên ngoài vẫn còn rất là mới mọi người ơi, vẫn rất là mới ha. Hàng những hàng mấy nay em đấu giá về là những hàng đẹp không à. Rồi xin mời mọi người tham khảo dòng đàn Les Paul Epiphone. Rồi đẹp len ken hả mọi người ha, đẹp len ken luôn. Rồi tất cả là nguyên bản hết rồi quý cô chú anh chị ơi, tất cả là nguyên bản hết. Rồi chi tiết thì cấu hình của cái này thì được sở hữu hai cái humbucker ha, rồi rất là lực. Rồi đây là tách coi. Rồi khi mà mình gạt bên đây thì nó sẽ có, mình sẽ chơi một cái pick up ở trên đây, khi gạt chính giữa thì cả hai cái khi mình gạt xuống là cái cuối cùng. Rồi mọi chi tiết từ khóa vặn, bộ khóa vẫn còn rất là sáng bóng, rất là đẹp mọi người ha. Rồi mọi chi tiết trên cái đàn này em đánh giá rất là đẹp, rất là cao ha. Rồi rất chi tiết, phím gỗ phím sắt thì như mới luôn, cái đàn như mới mọi người, rất là đẹp ha. Thì hiện tại em shop Guitar Nhật Phan Gia đang bán sản phẩm này, chỉ một cây duy nhất vào màu này thôi, với giá là 3,5 triệu. Và sau đây thì em xin mời quý cô chú anh chị nghe thử một đoạn âm thanh của cây đàn và cái clip test chức năng của cây đàn ha mọi người ha. Rồi sau đây em xin mời mọi người lắng nghe thử cái sound của cây đàn Epiphone dáng Les Paul ha.